Rồi, ok, xin chào các bác. Thì em đang có trên tay cái con LG V50 và cái màn hình phụ của nó đây. Thì em mới phát hiện ra một cái hiện tượng khá là lạ ở trên cái màn hình phụ của con LG V50 nhé. Ở trên màn hình phụ thôi nhé, màn hình chính thì nó không vấn đề gì cả. Thì đây là trên màn hình phụ. Thì đây, khi mà ở ánh sáng nó lớn ấy, thì các bác có thể rất là khó nhìn ra. Nhưng mà em sẽ tắt cái điện đi. Này, tắt điện đi rồi nhé. Thì bên trái của em ấy, nó là cái màn hình phụ nhé. À, và bên phải là cái con V50. Thì cái hiện tượng nó sẽ như này. À, các bác cũng biết rồi đấy, là cái màn hình phụ của con V50 ấy, nó là màn hình OLED nhé, chứ không phải là màn hình LCD. Nó nếu như mà nó có hiện tượng lưu ảnh ấy, thì đúng như các bác biết rồi đấy. À, theo lý thuyết thì nếu mà lưu ảnh ấy, thì nó sẽ lưu mãi mãi ở đấy. Nhưng mà không hiểu sao thì cái màn hình phụ của con này nó lại lưu ảnh, có lưu ảnh nhưng mà nó lại dần dần nó mất đi. Đây, các bác test thử như thế này nhé. À, trước tiên là các bác hãy để cái con V50 nhé, các bác hãy để nó ở chế độ đêm nhé. Trước tiên này, nó để chế độ đêm này. Đấy, thì khi các bác để chế độ đêm ấy, thì cái bên cái con màn hình phụ ấy, nó cũng sẽ là chế độ đêm thôi. Đấy, các bác thấy không? Nó vẫn là chế độ đêm thôi nhé. Nhưng mà đây, các bác thử như thế này. Đây, các bác để cái màn hình của con ở cái màn hình phụ ấy, để ở cái chế độ là home như này. Đây, nó là có những icon như này này. Đấy, các bác để tầm khoảng 1-2 phút hoặc là 10 phút đi. Bác nào không thấy thì để 10 phút đi. Như máy này, như cái màn hình phụ này của em chỉ cần để 1-2 phút thôi. Đấy, các bác nhìn thấy ở cái màn hình home này nhé, nó có những icon như này. Đấy, khi mà em chuyển sang một cái app nào đó nó có hình, nó có màu xám xám ấy, chứ không phải là app màu trắng nhé. Ví dụ như chuyển sang cái app tin nhắn màu trắng này, à màu đen này thì không có, nhưng mà chuyển sang cái màu trắng, ví dụ như cái này chẳng hạn, cái Google màu trắng này, thì các bạn rất là khó nhìn ra hoặc không nhìn ra luôn. Đấy, thì không nhìn ra nhé. Nhưng mà khi các bác chuyển sang một cái app màu màu xám xám ấy, ví dụ như cái app CS Play này đấy nhé. Cái CS Play thì em chưa đăng nhập và em để đang để cái nền trắng, cho nên là các bác nào nếu mà không test được, hoặc các bác nào để cái CS Play nó ở màu đen ấy, thì các bác cũng không nhìn thấy đâu. Thì khi mà chuyển sang một cái app nào đó màu xám xám ấy, đây nhá, như cái app CS Play này ấy, thì các bác sẽ thấy được cái độ lưu ảnh của nó. À, đấy, các bác thấy không? Đấy, các bác nhìn thấy lưu ảnh đúng không? Đấy, nhìn thấy luôn nhá. Nhưng mà đây, các bác cứ để đấy đi, cứ để tầm khoảng 1-2 phút. Đây, đang 9 giờ 41 phút này. Không biết các bác có nhìn thấy cái chữ 41 phút này không? Đây, đang 9 giờ 42 phút này này. Đấy, các bác cứ để đấy đi. Các bác cứ để màn hình phụ nó như vậy nhá. Tầm khoảng 2 phút đến 3 phút. Đấy, các bác để như thế tầm khoảng 2 đến 3 phút nhé, cái lưu ảnh này nó sẽ dần nó mờ đi. Đấy, nó đang em thấy nó đang mờ đi dần rồi đấy, nhưng mà các bác cứ để tầm 2 3 phút đi. Đặng, lúc này là 9 giờ 42 phút nhé. Đó, em cứ nghịch bên này thôi. Đó, các bác biết rồi đấy, con LG V50 thì có cái màn hình phụ nó khá là tiện lợi, tuy nhiên thì nó cũng khá là cồng kềnh. Bác nào mà không, sử dụng màn hình phụ mà di chuyển thì nó cũng hơi bất tiện, nhưng mà nếu như bác mà chơi game ấy, mấy cái game mà có hỗ trợ mình phụ ấy, thì chắc chắn là chơi rất là sướng. Đó, cho các bác nào mà thích trải nghiệm ấy, cũng nên có một cái màn hình phụ để trải nghiệm thì cũng khá là vui. Đấy, thì đây này, nó vẫn đang là chưa được 1 phút thì phải. Đấy, em có thấy không? Nó đã mờ dần rất là nhiều rồi. Đấy, các bác có thể từ nãy giờ các bác có thể nhìn ra là nó đã mờ dần đi rồi. Đó, không biết các bác có nhìn thấy không? Đấy, nhưng như cái mắt thường của em nhìn nhé, thì nó đã mờ dần đi gần hết rồi. Đây, sau khoảng 1 phút này, đây các bác nhìn thấy 9 giờ 43 phút rồi này. Đấy, em thấy nó gần như là mờ hết đi rồi, nó không nhìn thấy gì nữa luôn. Đó, thì đây là một hiện tượng khá là thú vị, tại vì các bác cũng biết rồi đấy, cái màn hình phụ của V50 này này, như theo em tìm hiểu thông tin của nó ấy, thì nó là màn OLED. Và màn OLED ấy, thì nó không như màn LCD, là LCD thì hay có bị bóng mờ ấy. Bóng mờ thì đúng là nó hiện tượng như này, là nó có bóng mờ phát, à nó có hiện tượng hình ảnh ở trên này, xong dần dần nó mờ mờ nó hết dần đi. Thì đây đây đang nó đang thể hiện như một cái hiện tượng là bóng mờ, chứ không phải lưu ảnh nhé. Lưu ảnh thì nó sẽ lưu mãi mãi đây, lúc nào cũng lưu ở đây thôi. Còn đây là nó đang thể hiện như một cái kiểu là bị bóng mờ. Đấy, nó đang dần dần nó hết đi, và bây giờ hết đi luôn rồi. Đấy, thì các bác nào mà có cái màn hình phụ của LG V50 nhé, đây là LG V50 nhé, thì các bác thử như vừa nãy của em ấy, là các bác để ở cái màn hình home như này. Đấy, sau đó các bác vào cái app Set Play ở cái chế độ làm
sáng nhé, không phải chế độ đêm nhé. Đây đây các bác thấy luôn, lại lại có này đấy. Đây, các bác thấy không, lại có này đấy. Để dần dần nó lại hết đấy, để một lúc nữa nó lại hết đấy. Thì cái hiện tượng này nếu mà gọi đúng ra ấy, nó là hiện tượng bóng mờ đấy, như kiểu cái thời V10, V20, G4, G5, G6 đấy. Thì nó sẽ dần dần hết, nhưng mà kia là để nguội nó mới hết, đây thì vẫn đang dùng bình thường nó tự nó hết thôi đấy. Thì không, thì đây không biết là có phải là hiện tượng lưu ảnh hay là hiện tượng bóng mờ, nhưng mà theo lý thuyết thì là lưu ảnh nó sẽ ở đây mãi mãi, nhưng mà đây nó mờ đi thì không biết là nó là hiện tượng gì. Đấy, với cái lý thuyết là màn hình OLED thì nó sẽ bị lưu ảnh chứ không phải bóng mờ. Đấy, thì bác nào có màn hình phụ của LG V50 các bác thử xem thế nào nhé. Đấy, nó hết rồi đây này. Đấy, tầm 1 2 phút là nó hết rồi. Đấy, rồi ok. Đây là một cái hiện tượng mà em cũng chưa lý giải được. Thì không biết các bác nào có cái lý giải gì thì